Lần đầu tiên trong lịch sử, Moonlight sẽ tổ chức một cuộc thi Moonlight Offline. Cái này thi múc băng á hả? Bàn ăn còn nhỏ hơn bàn thờ ông địa nhà tôi nữa. Đéo hiểu thi kiểu gì. Hồi hướng công đức đó cho cô gái xấu xấu kia. Tao rút anh thi nó đi. Tao chính thức tuyên chiến với mày. Đứa nào là fan của nó tới đây tao chửi vô đầu ráng chịu. Làm review là phải có chuyên môn, phải có kiến thức. Đứa nào là anh thi nó thì theo làm gì thì làm, đừng bao giờ lừa dối cộng đồng mạng. Hôm nay con view để tiền mẹ mày đẻ ra mày có dạy ông hoàng. Càng coi nó càng nổi còn chi. Mình gặp nó ở đâu ha, mình quýnh nó luôn, mình quýnh nó luôn. Vậy mới triệt đường sống của nó chứ. Mẹ nó bị đấm cho hùa. Giá như tôi im lặng, phải chi tôi đừng nói. Giá như không buông lời, hạ hê phút nông nổi sẽ không đau như vậy. Lẽ loi giữa vòng vây, múa vui trong canh này, đọa đây xác thân gầy. Quá đỉnh. Hết sạch. Tao thấy đẹp vãi đái. Sắp có cái để coi rồi.